này nhá. Ăn thịt vịt mà không chấm nước chấm đây. Của tôi thì coi như là không ăn thịt vịt. Chưa ăn thịt vịt. Đấy. Thì coi như là giống như tác phẩm nấu canh không cho muối. Nấu canh không cho muối. Ngon lắm. Ngon lắm. Đấy. Anh xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay là mình gặp anh, đây là anh Giang Tàu. Anh là một đầu bếp khá là nổi tiếng so với anh làm rất nhiều các nhà hàng rồi. Hôm nay có một cái bí quyết. Bí quyết của anh là làm nước chấm để chấm thịt vịt các bạn nhé. Đấy, anh có thể chia sẻ một chút hôm nay là đây. Đấy. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái bí quyết. Nếu các bạn mà ăn thịt vịt mà chưa từng ăn cái nước chấm của tôi thì các bạn chưa hề ăn thịt vịt. Ai chả được. Đấy các bạn nhá, anh Giang anh nói hơi nhỏ tí nhưng mà mình bổ trợ lại này. Anh Giang nghĩa là anh Giang là ăn vịt luộc và lại phải có nước chấm thần thánh của anh thì mới như là ăn thịt vịt. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn rất đơn giản. Các gia vị của nó đây. Đây, các bạn. Đấy. Nếu như các bạn chuẩn bị cho tôi hành tía. Hành tía, chục củ hành tía. Đấy. Tỏi. Tỏi, cũng chục củ. Chục củ tỏi như này phải không? Cho hết vào khối. Anh cứ chia sẻ là gia vị nó cần những thứ gì nhiều và nhấn mạnh ở cái hương vị gia vị nào nhất. Rồi. Đấy. Tôi sẽ làm cho các bạn. Thì trong này em thấy là có khế này. Có tỏi này. Có hành tía. Có hành tía này. Và ớt. Có ớt này. Đấy. Và mình phải dùng cái nước mắm hay muối anh nhỉ? Dùng nước mắm thôi. À, nước mắm phải không? Đấy, anh em nhỉ. Thái khế vào phải không? Thái khế vào xong rồi ta dã. Thái khế vào. Tất cả gia vị này lên. Đấy các bạn nha. Thì thật ra là hôm nay là mình là lần đầu tiên là anh Giang bảo là khi nào mà ăn vịt mà không có cái nước chấm của anh Giang thì có coi như là chưa ăn, coi như là chưa ăn thịt vịt. Thì hôm nay là tôi gặp anh Giang Tàu này thì tôi bắt buộc tôi phải bắt anh Giang phải chia sẻ lại cái bí quyết nước chấm thịt vịt và quay lại để chia sẻ cho anh em để khi nào anh em có thể là tham khảo và làm thử. Tự làm thử ăn một lần xem. Mỗi lần mình thịt vịt thì mình sẽ làm như công thức như tôi làm. Mỗi lần thịt vịt là mình cứ làm công thức như này để thật ra là hôm nay em thấy ở trong này thì cái gia vị nó rất là dễ tìm, nó không có gì là khó phải là mua nó khó khăn. Ví dụ như nhà nào bạn nào có cái khế cứ ra vườn hái thôi. Khế chua phải không anh? Có cây ớt thì cứ ra vườn hái ớt thôi. Đặc biệt là phải khế chua, tỏi phải nhiều. Đấy, hành tím. Đây là tôi đang dùng công thức là hai củ tỏi. Hai củ tỏi là có khoảng 10 nhánh. 10 nhánh tỏi. 10 nhánh hành tía. Thế trong cái gia vị này có phải cho gì không? Bên này không phải cho gì đâu phải không? Ăn kem được phải không? Ăn kem thôi. Quan trọng là cái này là bây giờ chỉ có nhà thôi. Đúng rồi. Đấy. Cho nó mắm luôn hay như nào ấy? Đâu, tôi phải giã ra đã. Giã ra phải không anh? Giã nhuyễn ra này. Thì cho em hỏi một tí là công thức này là anh học từ đâu hay là anh khắc phát minh ra? Cái này là tôi học của một chuyên gia ở bên Nhật. Họ làm vịt. Đấy, họ làm vịt, họ người Nhật người ta cầu kỳ lắm. Người ta bảo nếu mà làm ăn thịt vịt mà không làm công thức nước chấm cẩn thận thì là coi như là không ngon, có gì gọi là không ăn. Có nghĩa là công thức này là anh học của người Nhật. Không phải là người Việt Nam, mà người Nhật. Đấy các bạn nhá, bạn xem công thức nước chấm vịt của người Nhật như thế nào thì thật ra đơn giản lắm. Đấy, bây giờ thì giá tất cả cái này giá ra thôi phải không? Đúng rồi. Giá nhuyễn ra. Xong nước mắm cho sau hả anh? Nước mắm cho sau. Đấy, nước mắm mì chính. Hạt tiêu là cho sau. Vâng. Đấy. Giá nhuyễn ra. Cái này xuất thân là bên Nhật hay là các nước khác đều có? Thái Lan nó có. Thái Lan à? Nhật với Thái Lan. Không biết là cái này là của Thái Lan phát minh trước hay là người Nhật. Tôi nghĩ là nó cũng có một công thức chung. Thằng Bắc Kinh cũng có. Bắc Kinh cũng có. Tôi đã vào Bắc Kinh ăn thịt vịt nó cũng có cái đúng, nước chấm như này. Nhưng đặc biệt là phải có khế phải không anh? Phải có khế. Đấy. Khế chua. Nhiều lúc là như này. Cái khế chua này nó có một cái vị khả năng hợp với ăn nó chấm nó sẽ là hợp đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thật ra là như anh em mình nhiều bạn là ăn thịt vịt rồi hay chấm với là tỏi ớt xì dầu đúng rồi đấy, đa số là hay chấm với xì dầu tỏi ớt là chủ yếu. Hôm nay là chấm như này đấy. Đơn giản lắm bạn, nhiều lúc là mình cứ nghĩ nó phức tạp nhưng mà thực ra là bí quyết nó chả đâu xa đâu, mỗi tội là mình không biết ghép tất cả các gia vị vào chung tạo ra một cái nước chấm nó gọi là nước chấm nó hợp nó ngon thôi các bạn ạ. Đấy. Thế qua người Thái Lan người ta cũng hay dùng nước chấm là giã như này. Mà theo anh Giang chia sẻ như này là đã đủ gia vị chưa hay là anh còn giấu một gia vị nào? Đủ gia vị. Đủ gia vị không? Tôi chia sẻ tôi không phải giấu này cái gì cả. Chưa giấu một gia vị nào đâu, đúng không? Đấy các bạn nhé, nhiều người lại bảo là ông này bốc phét, ông này lại có một cái gia vị thần thánh nào đó ông ấy cho vào riêng thôi. Thật ra anh Giang chia sẻ thì chia sẻ thật, anh không giấu một cái gì hết. Đấy, căn bản là đưa đến cho người xem
các bạn là được những kiến thức mà anh Giang đã từng học được đúng chia sẻ lại cho mọi người thôi, chứ anh không giấu một cái gì hết. Đấy. Đấy, bây giờ cứ giã thôi là xong phải không anh? Giã nhuyễn là xong. Tí nữa sẽ là vịt luộc xong thì sẽ thử nước mắm này của nước chấm thần thánh này của anh Giang các bạn nhá. Là xong rồi, bây giờ trộn nước mắm thôi phải không anh? Đúng rồi. À, anh trộn nước mắm vào đi. Ê, đổ luôn vào cái âu luôn hay là không mình đổ ra? Lấy cái muôi. À, cái muôi muôi. Đã xong rồi, giã nhuyễn rồi, xong bây giờ mình sẽ trộn với nước mắm thôi. Trộn với nước mắm vào là đã thành một món gia vị. Đúng rồi. Cực ngon để chấm thịt vịt các bạn ơi. Đấy, thật ra là anh Giang anh chia sẻ như này thì để mọi người tham khảo chứ không phải là áp đặt cho một từng người có một gia vị riêng. Đấy, thì khi các bạn xem được video này thì các bạn có thể tham khảo thôi. Đấy, ăn ngon nào, thì các vị khán giả nào mà cứng tuổi thì các vị nhớ là cái thời kỳ người Hoa kiểu ở Lạng Sơn ấy, người ta cũng đã từng cái làm cái nước chấm hao hao giống của tôi. Đó là người ta dùng củ đậu, mấy khế này, như là thái nhỏ ra, xếp ở dưới con vịt. Để ăn kèm mấy vịt luộc hoặc là vịt quay. Cũng hao hao giống của tôi nhưng mà không đổ, họ không giã. Không giã ra. Không giã nhuyễn rồi. Của tôi là giã nhuyễn. Cái nước kia đổ vào luôn. Đúng rồi. Mày đang ngon. Nước này rất là ngon chứ. Như này là đã xong. Đã xong. Tí nữa mình chỉ cho thêm hạt tiêu vào nữa là được đúng không? Đấy, bạn nào thích thì cho thêm mì chính vào thì là ăn theo kiểu bạn thích ngọt ngọt thì cho mì chính vào. Cho mì chính vào nữa đúng không? Đúng rồi. Rồi, đấy, anh em thấy không? Gia vị đã xong rồi, như là xong rồi báo anh. Xong rồi. Bây giờ chỉ chờ con vịt ra là anh em thưởng thức bằng nước mắm nước chấm này thôi. Là chấm bằng nước okay. Chấm. Ok. Đấy. Khâu làm gia vị đã xong rồi nhá. Ok. Đấy. Thả đi. Mong chờ lắm các bạn ạ, mong chờ được cái món thịt vịt luộc. Đấy mà chấm cái chấm thần thánh của anh Giang học từ bên Nhật Bản về đấy. Đấy chặt đi. Con này mới là 3 cân các bạn. 3 cân. Đây anh em ơi, bát chấm thần thánh đây khả năng là cũng phải xin anh Giang một miếng để thử luôn, ở lúc này mới nó mới chống vật được. Anh Giang anh bảo là cái nước chấm này là anh Giang học ở bên Nhật Bản đấy, đúng anh, các bạn thấy rồi đấy, nước chấm đấy. Bác cho em một miếng gần gần đoạn cuối tình yêu kia em thử phát đấy. Đấy. Đấy, đoạn cuối tình yêu ơi. Các bạn ơi, đây. Đấy chưa? Vịt này đây rồi. Em phải thử luôn trước mọi người nhá. Thử nó chấm của anh phát một miếng thôi. Đấy, để chống vật để xem cảm nhận như này mới ngon. Đấy. Đoạn cuối tình yêu. Em thấy nào? Đang nóng này. Ngon thật. Em thấy nào? Ngon ngon. Không nói lên lời. Chưa nói được lên lời. Chú Lợi không nói lên lời. Các bạn. Không thấy chú Lợi nói lên lời. Nên chấm này rất hợp luôn các bạn. Chấm vào nó có vị chua của khế. Vị chua của khế, vị ngọt ngọt thanh, vị hăng hăng của tỏi, cay cay của ớt. Đấy. Thơm của hành. Đấy đúng rồi, cái nước chấm này ngon lắm anh em ạ. Đấy. Ngon lắm. Nước chấm này rất là hợp nha các bạn nhé. Mình lần đầu tiên mình ăn nước chấm của anh Giang này thật sự là ngon. Nói một câu là anh em nào xem được video này ấy, thì anh em có thể là tham khảo và làm nước chấm như này một lần đi. Để anh em chấm thử. Đấy, mình vừa chấm một miếng thôi, mình cảm nhận nó ngon lắm rồi. Đó, bây giờ để ở đây đó. Đấy, tí nữa lên mâm thì tiếp tục sẽ thưởng thức và sẽ lấy một số ý kiến của các bác được ăn món này lần đầu tiên. Các bác sẽ đánh giá chất lượng cho anh em được hiểu rõ thêm nữa, cảm nhận được vị ngon của nhiều người nói thì nó mới ngon đúng không? Đấy. Thôi khâu chặt như này là được rồi. Thì đến khâu ăn thì sẽ tiếp tục quay chia sẻ cho anh em xem. Cái này nó ngon. Đấy mà nó lại rất là hợp với cái vị được. Đây đây đây. Mà con vịt này có vẻ trước luôn. Đã từng tập gym ấy. Tập gym. Chắc thịt đó đúng không? Đây, nghe phải không? Chấm thật đậm. Ở đây lại cho cái nước. Đấy. Vịt của xanh đó. Tối nằm mê là cứ khoát chân mở cứ. Thôi sáng rồi. Đấy chứ cái vịt đấy. Cái nào anh Hảo cảm nhận thế nào? Nước chấm chưa đấy. Chưa rồi. Không thấy nào, muốn chết cha, muốn chết nào. Cái canh này cái bác vẫn còn tiếp tục đi. Cái canh bác. Bác thích ăn. Con vịt này rất là dai thịt. Ngon. Anh Hảo là ngon.
Thứ nhất có tuổi rồi, thứ hai đường. Đây các bạn nhá. Hôm nay là quay chia sẻ cho anh em từ món tiết canh này, món thịt vịt này, vịt luộc và cái món nước chấm của anh Giang. Thật ra là đối với anh em mà anh em xem video là anh em tham khảo được cái món nước chấm của anh Giang này rất là hợp với vị đấy. Cái gia vị của nó thì cũng mọi người xem đầu rồi. Nó rất là hợp với cái vịt luộc của mình các bạn nhé. Rất là ngon. Đấy, video hôm nay chia sẻ cho anh em như vậy. Anh em nào mà khi xem video này anh em có thể áp dụng thử làm một lần nước chấm như anh Giang đã làm chia sẻ cho anh em ở trên video thì anh em có thể làm một lần anh em trải nghiệm để xem có hợp với khẩu vị của mình không. Đấy, còn như hôm nay là mình cũng lần đầu tiên mình ăn cái món vịt chấm với gia vị cái món nước chấm của anh Giang làm thì mình cảm thấy rất là vừa mồm, rất là ngon. Đấy. Đây là nước chấm của anh Giang. Nước chấm của anh Giang đấy bác. Đây bảo. Vâng ạ. Chính xác. Rồi bắt đầu nhá. Vâng. Chấm ăn thêm lần đầu tiên đây. Lần đầu tiên. Ừ. Mà có lần cuối cùng à? Không. Chắc có lần sau có muốn làm nước chấm như thế nữa không? Mà đã ăn thịt vịt đó phải ăn nước to. Đúng to. Rồi. Ăn thêm ít gia vị nữa bác. Nó phải nhôm làm. Đúng rồi. Đừng có ngò nhẹ. Làm hợp với vịt. Làm thêm miếng gia vị nữa mới chuẩn. Cái chùa xã giống của người Thái Lan cái gì người ta cho vào làm chậm ấy. Đó là phải xã. Cộng với như này, nếu chịu dạ? Được nhiệt thì ăn một miếng cay này vào để cho nó vã mồ hôi ra. Tuyệt vời đúng không? Lần sau là có ăn vịt thì lại làm theo nước chấm này nhá bác các anh nhá. Rồi. Thì video này xin dừng tại đây. Xin cảm ơn mọi người xem video. Kim Trường ở đây. Được. Kim Trường ẩm thực